Và liên tục chương trình xin hân hạnh giới thiệu chị Anh Thư với một ca khúc đến giờ chót chúng tôi mới duyệt được ẩn số của nó, là ca khúc Lời Gọi Chân Mây của Lê Uyên Phương. Em ơi, quên đi bao nhiêu xót xa những chiều thiết tha bên nhau. Xin em nói yêu đương đậm đà, để rồi ngày mai cách xa. Anh ơi, bao nhiêu tan thương mỗi khi đã rời giấc mơ yêu đương. Anh ơi, xin anh cúi chân cơn mộng dài để chờ. Trong cơn nghẹn ngào những chiều buồn mưa.